Biết đâu mục đích của cô đã hoàn thành. Mày nha, đúng bây giờ tối nay cô phải thanh toán cho chúng tôi. Con bị chạy xước cái chân thôi à, không sao đâu ba. Sao con không điện thoại cho ba? Tại lúc đó con sợ quá, con kiếm chỗ nào đó chạm xá gần đó con vô con băng bó. Với lại con sợ ba lo, con đâu có dám gọi đâu. Khám xong rồi con đi về luôn. Chết rồi, con chưa kịp gặp khách hàng nữa. Thôi cái chuyện đó không quan trọng đâu. Ba lo là đứa bé trong bụng kìa, nó có sao không con? Cũng may là không sao. Lúc mà con vô khám á, bác sĩ kêu con đi siêu âm liền. Hên quá ba. Nhưng mà bác sĩ dặn con á là không có